Sáng ngày 1 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Ban trị sự Tổ đình Hội Khánh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đoàn Ban tôn giáo tỉnh do ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trưởng Ban tôn giáo tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp, đồng thời chúc mừng Hòa Thượng Thích Huệ Thông được Đại hội suy cử vào vai trò mới. Tháp tùng đoàn có ông Phan Hoài Nam, bà Nguyễn Thị Hoàng, đồng phó trưởng ban tôn giáo tỉnh và các thành viên trong đoàn. Tại đây, Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng ban pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương trân trọng đón tiếp đoàn đến thăm. Trong buổi đến thăm, ông Trần Đức Thịnh bày tỏ sự vui mừng đến thành công của đại hội và sự tín nhiệm của giáo hội với Phật giáo tỉnh nhà. Chúc mừng Hòa Thượng Thích Huệ Thông vừa được đại hội suy cử vào vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng ban pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật giáo tỉnh Bình Dương được tấn phong hàng giáo phẩm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư. Trưởng ban tôn giáo tỉnh Bình Dương đã ghi nhận những đóng góp của Chư Tôn Đức Tăng Ni Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, mong muốn tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng Thích Huệ Thông trong nhiệm vụ mới cũng là vị lãnh đạo của Phật giáo tỉnh Bình Dương, đầy trí tuệ, bản lĩnh và sáng suốt, tận tụy vì tăng ni mà luôn đưa ra những phương hướng, kế hoạch hoạt động Phật sự, đưa Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh. Tăng ni Phật giáo tỉnh nhà luôn sống trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, mang lại cho quê hương Bình Dương ngày càng phát triển giàu đẹp. Đáp lại tấm chân tình của lãnh đạo ban tôn giáo, Hòa Thượng Thích Huệ Thông bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đoàn Ban tôn giáo tỉnh đến thăm, chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027, và tri ân lãnh đạo Ban tôn giáo tỉnh luôn dành sự quan tâm, chia sẻ những khó khăn với Phật giáo tỉnh nhà trong suốt thời gian qua. Theo đó, Hòa Thượng cũng thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 và khẳng định đại hội được thành tựu viên mãn là nhờ sự tận tình giúp đỡ, phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tích cực hỗ trợ để đại hội được diễn ra thành tựu viên mãn.